Hello, bây giờ thì mình test thử cái chất lượng âm mà các bạn thu vào để cho người. Nãy giờ là mình thu bằng cái camera, nó thu trực tiếp cái âm thanh ở bên ngoài, nên là cái âm nó sẽ có nhiều tạp âm. Bây giờ là thu một lần thôi, có nghĩa là micro thu vô và cho các bạn nghe thấy. Hello, hello, hôm nay mình vừa mới nhập đầu cái kiện hàng, đó là cái combo thu âm. Đây là cái combo thu âm giá rẻ, mà nó đầy đủ cả micro, sao kẹt, cần và cái computer. Giá họ chỉ độ hơn 1 triệu thôi, nhưng mà nó rất là đầy đủ, rất là tiện lợi, order xong thì giá rất là rẻ. Nếu các bạn mua lẻ cái combo này thì giá nó chắc khoảng độ chắc là 2 triệu, nhưng mà mình order được hơn 1 triệu thôi, cho nên là nếu bạn nào cần thì hãy xem link bên dưới nhé. Đây, bốn thứ đầu tiên là cái micro này. Đây không phải là micro M800 mà là micro AWLE. Cái này trên Amazon nó quảng cáo có 100 đô mà cứ hiểu sao 100 đô mà mua về rẻ. Okay. Đây là cái micro. Cái đấy là cái sao cạc, sao cạc K10. Các anh chị em hát karaoke thì thần thánh quá rồi, biết quá rồi, cái K10. Đó, để xem rảnh thì mình cũng review luôn. Đấy, K10 cùng dòng với cái M800. Và cái phút cái màng lọc để lọc những tiếng nước bọt, tiếng hơi thở, tiếng tê. Và quan trọng không kém đó là cái cầm kẹp. Đây, cái này. Nếu không có nó thì tay cầm rất là mệt, làm sao mà hát làm sao làm được. Đây chính là combo. Bây giờ thì mình review cái quan trọng nhất, đó là cái micro. Và mở ra thì đây là tất cả những món hàng đây bên trong đây. Cũng hộp cũng giống như bên trong thôi, nhưng mà bên trong nó có nhiều đồ hơn, đồ chứ hơn. Ví dụ như là cái bên trong thì thường nó chỉ có 4 cái này thôi, 1 2 3 4, nhưng mà nó có thêm hai cái, một cái cặp dây nối âm thanh 3.5 và một cái tai nghe mini chắc là để kiểm âm. Và cái sóc mèo này nó cũng bằng kim loại luôn, nặng hơn của cái M800. Cái M800 thì bằng nhựa, nhưng mà cá nhân mình thì thấy cái nhựa ok hơn, tại vì cái kim loại mà giá rẻ thì nó hay bị rỉ, xài mới đầu đẹp nhưng một thời gian sau nó bị rỉ, cho nên là khi mà kim loại thì nên mua cái loại cao cấp thì nó xịn hơn. Cái đầu của nó thì mình cũng ông ấy hơn, mình xem hơn. Và đây bắt đầu tới cái micro. Thì có vẻ khá là nặng tay. Đây là cái build của cái micro đó. Ở đây mình chỉ còn cái Soundcool, B1800 của Soundcool, chứ không còn cái B1800 mà đợt trước cần hay mua hộ thường có bán. Cái Soundcool này thì cũng mua ở Việt Nam, mua ở test thôi. Build thì nó cũng tương đối giống. Cái chất sơn bên ngoài nó cũng tương đối giống, cho nên là nó cũng ok. Thì đây là đầu dẹp thôi nhé, cái này là đầu dẹp, đó là hai đầu dẹp, đầu dưới của nó bằng sắt khá là dày, nhìn cũng khá chắc chắn, cầm nặng tay hơn. Lần trước mình đo cái B1800 thì nó là 250 gram, bây giờ chúng ta đo thử nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đo thử xem nó nặng bao nhiêu gram nhé. Lần trước mình đo cái B1800 thì nó là 250 gram, và cái này thì mình nghĩ là chắc là nó nặng hơn một chút. gram, có nghĩa là nó nặng hơn khoảng độ 3 lạng, cũng 3 lạng, nhưng mà cầm trên tay thì nó khá là chắc tay, nó nặng hơn tương đối. Cầm B800 có vẻ như nó nhẹ nhàng hơn, cái bill này nó cũng dày hơn. Thêm một điều nữa là bên trong cái này nó có một cái lớp mút này mở ra. Là cấu tạo của cái micro. Đấy, đây nó bao gồm cái miếng lọc này, cái miếng thu âm á, cái mạch thu âm. Nếu cái này là condenser nó kim loại nha, còn cái ví dụ như bạn mua cái dynamic á thì nó sẽ là một cái ống từ, nó là cục 500. Đó, đây là cái bảng mạch để nguồn điện vô á, còn condenser có một số ông cứ bảo rằng là cái này là dynamic. Ở bên trong cái này nó cải tiến hơn cái B1800 mà nó có lớp mút. Các bạn thấy không? Nó có một cái lớp mút này. Đó, khá là tốt, nếu mà có như thế này thì nó giảm âm rất là tuyệt vời. Có nghĩa là cái mic này cần thấy là hơn hẳn so với cái B1800. Thì chúng ta sẽ test âm thanh sau. Bây giờ chúng ta gắn lại. Ok. Gắn lại. Bây giờ thì mình đang cắm cái micro này và phát trực tiếp ra loa. Đó, các bạn thấy không? Loa này. Đó, mình phát trực tiếp ra cái loa luôn. Để các bạn có thể nghe như thế nào. Không biết là cái khi mà mình thu âm phát ra xong rồi thu lại vô cái micro của cái máy ảnh thì có lẽ là chất lượng âm nó sẽ giảm, nhưng mà ý là mình nói cho các bạn nghe thấy thôi. Tí xíu là mình sẽ test trực tiếp để các bạn có thể nghe cái âm thu một lần. Cái micro này thì cũng là hướng một chiều giống như B1800, tuy nhiên là có vẻ như nó mạnh hơn. Đầu này nói cũng ok,
nhưng mà các bạn thấy nó mất mất đi chép à, à, mất đi chép trên này nhỏ à. Thì nhìn qua thì mình thấy khá là ok, chất lượng và mọi thứ nó đều nhỉnh hơn BM800 một chút. Bây giờ các bạn cùng nghe âm của nó nhé, cùng nghe âm của nó nhé, cùng nghe. Hello, bây giờ thì mình test thử cái chất lượng âm mà các bạn thu vào để cho người nghe ha. Nãy giờ là mình thu bằng cái camera, nó thu trực tiếp cái âm thanh ở bên ngoài, cho nên là cái âm nó sẽ có nhiều tạp âm. Bây giờ là thu một lần thôi, có nghĩa là micro thu vô và cho các bạn nghe thấy. Thì các bạn sẽ xem xét được là cái micro này và cái sao kẹt này nó cho cái độ vang rất là hay. Mình có thể chỉnh nữa, chỉnh độ vang ở trong này nè. À, nhưng mà bây giờ mình để mặc định, mình test thử cái độ xa của nó. Rồi các bạn nghe nè, ví dụ như đây là cận ha, đây là cận sát luôn, nói sát luôn, và xa ra nè, xa ra khoảng 20 cm này. À, các bạn có thể nghe cái giọng nó sẽ nhỏ hơn nhưng mà nó sẽ sạch hơn. À, thường thì người ta sẽ thu âm ở khoảng là ở khá gần như thế này và người ta sẽ kích âm làm sao cho nó phù hợp. Và cái micro này là nó một hướng nha, hướng sau thì nó dở hơn, các bạn nghe nè. Đây là cái hướng sau của nó, nghe nó bị đục hơn, nó bị mất âm đi nhiều. Tại vì cái hướng như hồi nãy mình mở ra là nó chỉ có một hướng thôi, hướng trên cũng không có ha, nó chỉ có hướng trước thôi. Nhớ hướng trước là cái hướng của logo. Đấy. Còn gì nữa nha. Nếu mà các bạn cứ nghĩ rằng cái combo này khá là ok đối với các bạn là thu âm karaoke tại nhà, nó có đầy đủ và giá rất là rẻ. Thay vì bạn mua lẻ cái sao kẹt này cũng hơn 1 triệu, cái mic này chắc cũng mắc, thì ít ra ít nhất là cũng phải tầm 2 triệu các bạn mới có combo này. Nhưng mà nếu mà các bạn mua nguyên bộ thì nó chỉ khoảng hơn 1 triệu thôi. Cho nên là mình nghĩ là bạn nào hát karaoke thì combo này là phù hợp nhất, giá rẻ. Nếu giá cao hơn thì các bạn có thể xem thêm cái dòng mic ESK bên mình ha. Ok, vậy thôi. Các bạn nào muốn đặt thì hãy click vào link ở bên dưới hoặc là truy cập microgiagoc.com. Ok, bye bye.